Chuyển trung tâm dữ liệu sang châu Âu. Từng bị nghi ngờ truyền thông tin người dùng không được mã hóa sang máy chủ ở Trung Quốc, trên smartphone Nokia 7 Plus, SMD Global, công ty sở hữu thương hiệu Nokia về điện thoại và máy tính bảng, vừa cho biết đang lên kế hoạch chuyển trung tâm dữ liệu sang châu Âu nhằm nâng cao việc bảo mật dữ liệu cho người dùng. Cụ thể, trong thông báo vừa được đại diện truyền thông của SMD Global tại Việt Nam phát ra, cho biết việc hợp tác giữa SMD Global với công ty tư vấn CGI và Google Cloud trong việc di chuyển lưu trữ dữ liệu tại google cloud region habina phần lan theo hmd global việc hợp tác cũng như di chuyển trên nhằm cải thiện tốc độ và độ chính xác của các thiết bị cung cấp cho điện thoại nokia nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn theo thời gian và đồng thời cũng nhằm nâng cao việc bảo mật dữ liệu cho người dùng smd global đang thực hiện những bước tiến đáng kể để duy trì niềm tin của khách hàng vào tổng thể giải sản phẩm của mình SMD Global quyết định hợp tác với nền tảng CGI và Google Cloud nhằm phục vụ nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng cũng như gia tăng sự đầu tư vào thị trường châu Âu của hãng. Ông Juho Savikas, giám đốc sản phẩm tại HMD Global cho biết. Cũng theo ông Juho Savikas, hành động này tiếp tục củng cố cho cam kết của SMD Global trong việc tuân thủ tất cả các biện pháp và luật pháp an ninh hiện hành của châu Âu, bao gồm các quy định về quyền riêng tư dữ liệu của EU như quy định bảo vệ dữ liệu chung. Hiện tại, hãng đã bắt đầu lưu trữ dữ liệu tại trung tâm mới cho các phiên bản NOKIA42, NOKIA32 và NOKIA22. Với các dòng Nokia smartphone trước đó sẽ được chuyển sang Hamina sau khi được cập nhật hệ điều hành Android Q vào cuối năm nay và hoàn thành trong năm 2020. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2019 rộ lên thông tin một số điện thoại thông minh Nokia 7 Plus tại Na Uy bị phát hiện truyền thông tin người dùng không được mã hóa sang máy chủ ở Trung Quốc, gây lo lắng cho cộng đồng người dùng smartphone của SMD Global. Các dữ liệu bị nghi ngờ truyền về máy chủ tại Trung Quốc bao gồm thông tin GPS, số seri thiết bị và thậm chí cả số điện thoại người dùng.